Mời quý vị cùng đến phần 2 của cửa sổ công nghệ trên FPNC. Mở đầu phần tin vắn hôm nay sẽ là thông tin tại cuộc họp giao ban quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra vào ngày 6 tháng 3. Thì Cục Viễn thông đã yêu cầu các nhà mạng không kích hoạt lại SIM rác trong số hơn 20 triệu SIM rác đã bị thu hồi. Trong 2 tháng đầu năm, VNPT đã hủy hợp đồng với 20 đại lý ủy quyền, khóa 569 user kích hoạt thuê bao mà thông tin không chính xác. Phía Viettel cho biết, cùng thời gian trên đã chặn 4,7 triệu tin rác, xóa gần 7.500 thuê bao kích hoạt sẵn. Trong khi đó, nhà mạng Mobifone cho biết đã chặn khoảng 29.000 thuê bao kích hoạt sẵn, chặn hơn 3 triệu tin rác. Tuy nhiên, trong số hơn 20 triệu SIM đã bị thu hồi, Cục Viễn thông đã phát hiện một số doanh nghiệp có mở lại thuê bao cho khách hàng. Cục yêu cầu các nhà mạng phải tuyệt đối không kích hoạt lại SIM đã bị thu hồi. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm yêu cầu các nhà mạng phải kiểm tra chặt và không được đưa vào tái sử dụng các SIM đã thu hồi cho đến khi Bộ có phương án mới. Theo ông Tâm, trong số hơn 20 triệu SIM thu hồi có tới hơn 80% là SIM 11 số. Bộ sẽ có phương án sắp xếp, đổi lại mã mạng di động cho số lượng SIM 11 số này. Tận dụng tối đa công nghệ số để hỗ trợ cho việc kinh doanh của mình là chìa khóa dẫn các doanh nghiệp đến thành công. Đây là nhận định được hầu hết các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao và Khởi nghiệp diễn ra mới đây. Theo bà Hà An, CEO của NBuddy, công nghệ là chìa khóa của thành công thì doanh nghiệp nào cũng biết. Nhưng cái khó với các doanh nghiệp hiện nay là không biết ứng dụng công nghệ nào phù hợp trong vô số công nghệ hỗ trợ việc kinh doanh hiện nay. Lời khuyên mà bà Hà An đưa ra là doanh nghiệp nên mạnh dạn thử. Hiện tại trên thị trường có rất là nhiều công cụ thì nó cũng gây ra một số cái khó khăn nhất định cũng như một số cản trở nhất định cho doanh nghiệp là bây giờ sử dụng công cụ nào đây, sử dụng công cụ của Việt Nam hay sử dụng công cụ của nước ngoài, sử dụng công cụ CRM hay là sử dụng công cụ website bán hàng. Thì mình nghĩ một trong những cái cách mà để doanh nghiệp mà có thể tiếp cận được với những công cụ này thì bây giờ mình chỉ có cách là thử đi, mình sẽ thử. Mình xem là nó phù hợp như thế nào đối với mình và sau đó là doanh nghiệp có thể là sử dụng đúng được cái công cụ và phù hợp với dịch vụ, sản phẩm cũng như phù hợp với những cái tệp khách hàng mà doanh nghiệp đấy muốn hướng đến. Cũng theo bà An, cái ứng dụng công nghệ số trong quản lý kinh doanh, chăm sóc khách hàng hiện nay khá đa dạng, có nhiều gói để phù hợp với tất cả doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, cái ứng dụng cũng dễ dàng cho doanh nghiệp triển khai, không phải tốn quá nhiều chi phí hay nhân lực để vận hành. Tại diễn đàn, các chuyên gia là CEO của các công ty cung cấp cái ứng dụng số cũng nhấn mạnh vai trò của marketing đa kênh. Theo đó, các chuyên gia cho rằng hiện nay, người tiêu dùng tiếp cận với sản phẩm, với doanh nghiệp bằng nhiều kênh, kể cả kênh truyền thống lẫn các kênh online. Do đó, yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp là phải có giải pháp tiếp cận khách hàng ở tất cả các kênh này, tương tác với khách hàng qua tất cả các kênh. Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng vừa có công văn đề nghị Công an thành phố và hai sở Giao thông Vận tải, Thông tin Truyền thông chỉ đạo nhà mạng chặn mọi kênh truy cập vào phần mềm ứng dụng GrabCar, Uber. Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Công an thành phố điều tra hình thức hoạt động trái phép của GrabCar và Uber trên địa bàn, ngăn chặn việc truy cập vào phần mềm GrabCar và Uber. Thời gian qua, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cũng đã xử phạt nhiều trường hợp xe chạy taxi GrabCar chui. Trước đó, Đà Nẵng đã từ chối thí điểm triển khai ứng dụng GrabCar với lý do việc thí điểm sẽ làm gia tăng số lượng ô tô dưới 9 chỗ ngồi, làm vỡ quy hoạch phát triển mạng lưới taxi đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, gây ùn tắc giao thông. Sau khi Sharp Global gặp khó khăn về tài chính và đối mặt với việc phá sản năm 2016, tập đoàn điện tử Nhật Bản này đã nhận vốn đầu tư từ tập đoàn Foxconn, Hồng Hải của Đài Loan. Tuần qua, thì Sharp Việt Nam đã giới thiệu những bước phát triển mới tại thị trường Việt Nam sau khi định hướng lại cho toàn bộ thị trường Đông Nam Á. Sharp đã từng làm một nhãn hiệu điện lạnh được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, ông Masashi Kubo, tổng giám đốc Sharp Việt Nam thừa nhận, Sharp đã bị mất thị phần trên hầu hết các mặt hàng tiêu dùng điện tử trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2016 do khủng hoảng tài chính. Chính vì sự đầu tư vào nhà máy panel Nhật Bản kết hợp với sự sụt giảm mạnh của LED panel, Sharp đối diện với tình hình thâm hụt tài chính nghiêm trọng vào năm 2012. Bản báo cáo tài chính thông báo lỗ lên đến mức 380 tỷ yên. Và sau một số đàm phán chiến lược giữa Sharp và Hồng Hải Foxconn, Sharp quyết định nhận vốn hỗ trợ từ Hồng Hải vào tháng 8 năm 2016. Kể từ khi hợp tác với tập đoàn Hồng Hải, với sức mạnh của nguồn lực tài chính và chuyên môn sản xuất, chúng tôi đã có thể bắt đầu phát triển thêm nhiều sản phẩm mới và công nghệ mới. Sharp
Lần này với công nghệ G-Tech Inverter được xem là điểm sáng để Sharp chinh phục thị trường điện lạnh, đó là dòng máy lạnh và máy lọc không khí, tiết kiệm điện và khả năng diệt khuẩn plasma cluster. Sharp cũng tham gia thị trường tủ lạnh với dòng siêu cao cấp Triple French Inverter với thiết kế 5 cửa thời thượng, dung tích lên đến 768 lít. Ngoài ra, Sharp cũng giới thiệu dòng tủ lạnh dung tích nhỏ 196 lít là Apricot Inverter. Về phân khúc TV, Sharp đã đa dạng hóa dòng Smart TV bằng loạt TV Android gọi là Arcus Smart TV với độ phân giải lên đến 8K. Đặc biệt, dòng XU Series là cách mạng về hình ảnh khi kết hợp 8K Up Converter và công nghệ Quadron RAW 4 màu của Sharp. Nhiều nhà phân tích thị trường nhận định Sharp đã thích ứng với tính đa dạng của thị trường Việt Nam bằng việc giới thiệu khá nhiều mẫu Smart TV hơn so với trước đây, với giá khá cạnh tranh và 7 model TV từ 45 inch đến 80 inch. Tài khoản bị xâm nhập vào tháng 8 năm 2013. Đây là vụ rò rỉ thông tin lớn nhất trong lịch sử. Sau nhiều scandal bảo mật liên tiếp, CEO Marissa Mayer đã lãnh hình phạt là cắt thưởng năm 2016. Đồng thời, bà Mayer cũng đề nghị không nhận thưởng năm 2017. Vụ việc không chỉ có bấy nhiêu tác động, tháng trước, hãng viễn thông Verizon của Mỹ đã hạ giá mua Yahoo 350 triệu đô la về còn 4,48 tỷ đô la. Công nghệ laser mới này đã giúp các nhà khoa học Hồng Kông khám phá ra một bước tiến hóa quan trọng chính là loài khủng long tường bay giống như loài chim ngày nay. Công nghệ này gọi là laser hình quang kích thích LSF. Công nghệ laser này sẽ chiếu lên toàn bộ mẫu hóa thạch khủng long và nó làm hiện rõ lên những chi tiết nào không thể nhìn thấy được. Nhờ vào công nghệ laser này, các nhà khoa học đã phát hiện ra được phần da ở dưới khỉu chân của hóa thạch khủng long. Lớp da này là một yếu tố quyết định trong các loài chim hiện đại, bởi nếu không có nó, loài chim không thể bay được như ngày nay. Từ yếu tố này, các nhà khoa học đã tái hiện lại hình ảnh loài khủng long này là loài có thể bay giống như loài chim ngày nay. Loài khủng long này có tên là Akinonis, đã sống ở Trung Quốc 110 triệu năm trước đây, có kích thước bằng một con gà và rất nhẹ. Hôm 6 tháng 3, hai chiếc xe buýt tự lái hoàn toàn không có tài xế đã có cuộc xe chạy thử nghiệm tại thành phố San Francisco, California, nước Mỹ. Một chiếc xe có giá 250.000 đô la Mỹ. Đây là những phương tiện công cộng tự lái đầu tiên của California, một trong những trung tâm công nghệ của Mỹ. Hai chiếc xe này là sản phẩm của hãng Waymo, một công ty con của Alphabet, tức Google, theo như tên cũ trước đây, đã từng được trình làng bản nguyên mẫu vào năm 2015. Điểm đặc biệt của chiếc bus này là hoàn toàn không có vô lăng. Để sản xuất chiếc xe, dự án của Waymo hợp tác với các hãng công nghệ phụ trợ khác và chính quyền thành phố, cũng như giới chức giao thông và môi trường. Phải đến cuối năm ngoái, chính quyền bang California mới cấp phép cho hai chiếc xe này được chạy thử nghiệm trên đường phố với tốc độ thấp. Trong vài tháng tới, cũng sẽ có những chiếc bus 12 chỗ ngồi của một doanh nghiệp Pháp là EasyMile chạy thử nghiệm tại thành phố này. Trong khi nhiều nhà hàng tại Trung Quốc vẫn rơi vào cảnh thiếu lao động sau tháng Tết, một nhà hàng tại Thượng Hải lại không thiếu nhân viên phục vụ, đó chính là những robot bồi bàn nhanh nhẹn và thân thiện. Nhiều người đến ăn uống tỏ ra rất ưa thích nhân viên bồi bàn đặc biệt này. Đây là một trải nghiệm mới, đây là lần đầu tiên tôi thấy robot là bồi bàn. Tôi ước gì nhà tôi cũng có một đầu bếp là robot như thế này. Không chỉ là công việc bồi bàn, những chú robot này còn thu hút thêm một lượng thực khách không nhỏ cho nhà hàng nhờ vẻ đáng yêu của mình. Theo chủ nhà hàng, đây là một sự đầu tư đúng đắn khi chỉ cần bỏ ra 200 nhân dân tệ mỗi năm để sạc điện cho mỗi robot. Vừa qua, diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam VLBF lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam trên quy mô toàn quốc và được tổ chức ở hai thành phố chính là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam lần đầu tiên này hé lộ những thông tin gì mới về tiềm năng cũng như thách thức của thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam trong tương lai. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Đây là lần đầu tiên tổ chức diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam VLBF được tổ chức trên quy mô toàn quốc tại hai điểm chính là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này do Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam Vietcom tổ chức với sự bảo trợ của Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin Bộ Công Thương. Diễn giả tại VOBF là những chuyên gia uy tín đến từ các tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu liên quan đến kinh doanh trực tuyến, bao gồm Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin, Nelson, Google, Facebook, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post, Verisign, Lazada. Những người tham gia diễn đàn có cơ hội trao đổi với lãnh đạo và chuyên gia của những công ty cung cấp công nghệ và dịch vụ nổi trội cho kinh doanh trực tuyến như Zcom, Verisign, Mắt Bảo, BizWeb, v.v. Tại diễn đàn, những câu hỏi về những tiềm năng cùng với những khó khăn, thách thức của lĩnh vực kinh doanh mới mẻ này đã được đặt ra. Về tiềm năng của thị trường, bà Quỳnh Hương, Tổng giám đốc Nelson Việt Nam cho biết. Hiện nay, thì năm xếp hạng năm 2017, trong 10 thành phố được gọi là 10 thành phố năng động nhất trên thế giới của JLL, thì Hồ Chí Minh và Hà Nội đang nằm trong top 10. Cả hai thành phố lớn nhất của chúng ta đang nằm trong top 10, thậm chí thành phố Hồ Chí Minh với vị trí thứ hai.
ở những thành phố năng động, và chỉ số đánh giá những thành phố năng động là họ dựa trên những cái tốc độ tăng trưởng gần đây, rồi những cái sôi động trong thị trường bất động sản và những cái đầu tư nước ngoài, và cũng như đánh giá về những tiềm năng trong tương lai. Cũng theo báo cáo mới nhất của Nelson, người Việt Nam, đặc biệt là tại các khu vực đô thị, là phân khúc tiềm năng lớn nhất đối với công nghệ. Tổng giám đốc của Nelson cũng cho biết người Việt Nam là những người ưa thích công nghệ cao. Theo đó, tỷ lệ sử dụng smartphone tại thành thị là 90%, thời gian lên mạng là 24,7 giờ một tuần. Hiện tại, mức độ di dân ra thành thị là 3%, ước tính đến năm 2020, dân số thành thị sẽ chiếm 40%. Vì vậy, mức độ kết nối của người Việt Nam là rất cao, dẫn đến tiềm năng của thị trường thương mại điện tử Việt Nam trong tương lai là rất lớn. Trong diễn đàn lần này, bên cạnh những tiềm năng rất lớn đó, câu hỏi lớn nhất được đặt ra cũng như là câu hỏi được khán giả hỏi nhiều nhất tại diễn đàn chính là làm thế nào để khắc phục được những vấn đề hiện tại. Theo phân tích của Nelson, cũng như là câu trả lời từ nhiều chuyên gia có kinh nghiệm của chính những doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này, thì khó khăn lớn nhất trong thời điểm hiện tại đối với thương mại điện tử Việt Nam chính là chăm sóc khách hàng và chuyển hàng. Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp nhỏ đang đi theo mô hình kinh doanh online này cho biết vấn đề họ gặp khó khăn nhất chính là khâu giao hàng. Cũng theo phân tích từ báo cáo mới đây nhất của Nelson về thị trường thương mại điện tử Việt Nam, khâu giao hàng chuyển phát tại Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề như hàng tới chậm, thất lạc, hàng nhận không đúng, hàng kém chất lượng so với quảng cáo trực tuyến, v.v. Trả lời cho câu hỏi này, tham dự diễn đàn có ông Phan Trọng Lê, đại diện của VNBOSS, là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực chuyển phát tại Việt Nam. Tuy vậy, ông Lê cũng không đưa ra được câu trả lời về một giải pháp cụ thể nào cho vấn đề này. Bên cạnh đó, nhờ vào sự phát triển của lĩnh vực thương mại điện tử, tăng trưởng sản lượng hàng năm của VNBOSS đã đạt trung bình gần 50%, đã tăng trưởng hàng tháng vẫn cho thấy dấu hiệu đi lên. Trong vấn đề dịch vụ chăm sóc khách hàng, ông Alexander Derry, CEO của Lazada Việt Nam đã tham dự diễn đàn và đưa ra những thông tin cụ thể nhất trong lĩnh vực giao hàng và chăm sóc khách hàng của Lazada. Ông Derry cho biết, thời gian gần đây, tốc độ tăng trưởng về sản lượng và doanh số của công ty Lazada tăng trung bình 2-3 lần một năm. Trong đó, 70% đến từ hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 30% từ bên ngoài. Mặc dù vậy, hiện tại thị trường chính của thương mại điện tử vẫn nằm ở hai thành phố là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, song tiềm năng cho những thị trường khác vẫn còn là rất lớn. Như vậy, để phát huy tối đa tiềm năng trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam, sự kết hợp và cải tiến chất lượng của dịch vụ giao chuyển hàng và những dịch vụ khách hàng, các công ty kinh doanh trong lĩnh vực này cùng với các công ty trong lĩnh vực giao nhận hàng phải phối hợp với nhau để giảm bớt tình trạng này. Ngoài ra, tại diễn đàn còn có các phiên thảo luận về tác động toàn cầu của công nghệ đám mây cloud tới thương mại điện tử, cơ hội của bán hàng đa kênh omnichannel retail với các nhà bán lẻ, cùng với đánh giá rủi ro trong kinh doanh ở lĩnh vực này. Chủ đề bán hàng đa kênh là một trong những đề tài được nhiều người quan tâm. Nhiều người đặt câu hỏi liệu những mô hình chuỗi cửa hàng này có biến mất hay không và thấy thế đó là những mô hình kinh doanh online hoàn toàn. Bà Quỳnh Hương, tổng giám đốc của Nelson Việt Nam nhận định những cửa hàng bán lẻ sẽ không biến mất, nhưng mô hình bán hàng đa kênh sẽ là xu hướng của tương lai. Và điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết cách phối hợp nhanh nhạy với các công ty công nghệ như Google, Facebook để đạt được hiệu quả cao nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử. Vừa rồi là chuyên mục công nghệ tuần qua. Trong chuyên mục tiếp theo, ai làm gì ở đâu kỳ này? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Văn phòng của công ty Siêu Thành, doanh nghiệp mang thương hiệu máy photocopy Ricoh về Việt Nam.